để tớ giới thiệu cho cậu bộ sưu tập của tớ nhé. Này, lại đây. Đấy, thấy chưa? Đây nữa này. Lại đây. Đẹp thật đấy, chú bướm này mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đây nữa. Cậu xem chú này xem. Mình phải lùng cả ngày mới tìm được nó đấy. Trông lạ quá, màu sắc tuyệt thật cậu nhỉ. À, còn chú này nữa, trông buồn cười lắm. Cậu xem này. Đấy, thấy chưa? Đây nữa này. Thấy chưa? Đẹp thật đấy. Đẹp quá. Tuyệt thật. Đấy, cậu thấy chưa? Tớ còn nhiều chú bướm đẹp và sặc sỡ lắm. Mình chưa bao giờ nhìn thấy. Xì. Đây nè. Mỗi bộ sưu tập bướm khô bé tí mà cũng. À, mình phải làm một bộ sưu tập lớn hơn của Bun mới được. Bực mình thật đấy. À, mình phải lấy thật nhiều hoa để lừa bọn bướm này mới được. Đấy rồi. Này. Lu ơi, cậu làm gì mà trốn ở đây thế? Tớ định bắt mấy chú bướm thật đẹp, định làm một bộ sưu tập bướm khô. Ai dè, chộp ngay phải con sâu gióm gớm ghiếc. Thì ra là vậy, tớ sẽ cho cậu xem một bí mật về loài bướm nhé. Đi nào. Chính nó đã cắn tớ đấy. Thì ra sâu gióm xấu xí lại có thể biến thành một chú bướm thật xinh đẹp. Đúng vậy, đầu tiên bướm đẻ trứng, trứng nở thành sâu gióm lại biến thành nhộng, nhộng lại lột xác thành những chú bướm xinh đẹp này đó. Wow, đẹp quá. Wow,
cánh san hô đỏ đẹp quá. Wow, đẹp quá, cậu kiếm ở đâu ra vậy? Quà sinh nhật bố mẹ tặng tớ đấy. Cậu sướng thật đấy. Mà này, cậu có biết san hô là động vật hay thực vật không? Tớ cũng không rõ nữa, hay bọn mình đi tìm câu trả lời nhé. Xong bén, bọn mình đi nào. Bọn mình đến hỏi bác rùa đi. Cháu chào bác rùa ạ. Chào các cháu, có việc gì mà tìm bác vậy? Bác ơi, san hô dưới lòng biển là động vật hay thực vật ạ? Câu hỏi rất hay. San hô như những bông hoa tô thắm lòng biển xanh vậy. Rất nhiều người lầm tưởng san hô là loài thực vật đấy. San hô sống thành tập đoàn. Trên cành san hô có nhiều san hô con được sinh ra không tách rời khỏi mẹ. San hô không ngừng sinh ra và chết đi. Lớp vỏ cứng của chúng chồng chất lên nhau tạo thành các dạng san hô. San hô là loài động vật cấp thấp thuộc loài ruột khoang, có họ hàng với nhà sứa. Thức ăn của san hô là ấu trùng và động vật nhỏ trôi nổi trong nước. San hô có rất nhiều loài, chúng thường sống ở vùng biển nông, ấm và trong sạch. À, cháu nghe nói san hô đỏ được mệnh danh là vàng đỏ phải không bác? Đúng vậy, vì loài này rất quý hiếm, chuyên sống bám trên đáy cứng ở những vùng biển có độ sâu lớn. Xương của san hô đỏ có độ cứng cao, nhiều màu sắc từ trắng đến vàng, nâu đỏ. Con người thường săn tìm, khai thác làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Từ thời cổ xưa còn dùng san hô đỏ trị bệnh như thuốc vậy. Ôi hay quá, thật là thú vị. Về cậu cho tớ xin một nhánh san hô đỏ để chữa đau răng nhé. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Tạm biệt bác nhé. Tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại. Wow, Lu khỏe quá. Hãy xem lực sĩ Lu đây. Cố lên Lu ơi. Oh.
dược sĩ gì mà yếu như sên? Sao cậu lại có khả năng nâng được vật nặng gấp nhiều lần cơ thể cậu thế? Loài kiến là loài siêu mạnh mẽ trên quy mô nhỏ. Vì cơ thể của chúng tớ quá nhẹ, bên trong bộ xương ngoài cứng của mình, cơ bắp của chúng tớ không cần phải hỗ trợ nhiều. Đặc biệt, bề mặt cổ của kiến là một cấu trúc siêu nhỏ gồm các nếp gấp để chúng tớ có thể nâng được những vật nặng gấp hàng trăm lần trọng lượng cơ thể của mình đấy. Thật không thể tin nổi. Sao cậu dám đánh tớ? Mày chết đi! Đáng đời lũ muỗi, dám đốt ta! Bạn rơi ơi, làm thế nào mà trong bóng tối cậu bắt được con mồi siêu thế? Mắt loài rơi chúng tớ rất kém, nhưng miệng chúng tớ có thể phát ra siêu âm với tần số trên 20.000 Hz mà tai con người không thể nghe thấy được. Wow, bạn rơi siêu thế! Sóng siêu âm phát ra ngoài khi gặp phải vật thể liền phản xạ trở lại. Tai của chúng tớ nghe được âm thanh phản hồi nên có thể phán đoán được khoảng cách và kích cỡ to nhỏ của vật thể để bắt mồi đấy. Hoan hô! Chả trách mọi người gọi rơi là radar sống nhỉ. Cũng chỉ vì con muỗi mà bọn tớ khám phá thêm một điều thú vị về loài rơi. Cảm ơn bạn nhé. Ôi, hoa súng đẹp quá. Lu nhìn kia. Đẹp quá. Cái gì vậy nhỉ? Các bạn nhìn kia. Ôi đẹp quá, thích quá. Đấy là cầu vồng đấy các bạn à. Ồ, sao mọi ngày tớ có thấy cầu vồng xuất hiện đâu nhỉ? Cầu vồng thường xuất hiện sau khi trời mưa thôi. Sao cầu vồng lại có nhiều sắc màu thế Hải Ly? Lúc mới mưa xong, trong bầu không khí có rất nhiều những hạt mưa nhỏ li ti bay lơ lửng. Những giọt nước này có thể coi là những lăng kính lơ lửng trên trời.
Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước thì ánh sáng bị những lăng kính này phân chia thành 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, sau đó lại phản xạ trở lại. Kết quả của quá trình này tạo nên một cây cầu vồng 7 sắc rực rỡ. Ôi thiên nhiên thật là thú vị, bạn Hải Ly giỏi ghê. Yeah! Tớ biết được điều này là nhờ đọc sách thôi. Chúng mình đuổi bắt cầu vồng nào. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Cầu vồng đẹp quá. Xin chào cầu vồng nha. Ồ, chúng mình quên mất một thứ quan trọng rồi. À, nấm, nấm. Ôi, món bánh pizza của tớ mà thiếu nấm nhất định không thể được. Chuẩn luôn, đi nào Lu. Nhiều nấm quá, đẹp quá Lu ơi. Chúng mình hái thật nhiều vào nhé. Thế là sắp được chén bánh pizza ngon lành rồi. Chúng cháu chào bác ạ. Chào hai cháu. Các cháu hái nấm về làm gì vậy? Chúng cháu làm món bánh pizza rau củ, mà không thể thiếu được món nấm này ạ. Ấy ấy, các cháu không biết là nấm độc thường có màu sặc sỡ hay sao? Ôi, vì sao lại thế ạ? Nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ để cảnh báo các loài vật, để giúp chúng có thể sinh tồn. Đó là xu hướng phát triển và cũng là chọn lọc tự nhiên các cháu ạ. Thế làm cách nào để phân biệt nấm độc và nấm có thể ăn được hả bác? Các cháu nhìn xem, nấm độc thường có nhiều màu sắc hơn, có đốm nổi lên trên mũ nấm, có những hạt nổi lên hoặc màu vằn đỏ, màu tạp, có vằn xung quanh thân, có nhựa chảy ra. Nấm độc khi hái thường có mùi cay, mùi hắc, mùi đắng sộc lên. Trách sao lúc hái tớ cứ thấy cay mũi. Tuy nhiên có loại nấm độc giống hoàn toàn với nấm ăn được các cháu à. Làm thế nào để có thể hoàn thành món pizza của cháu ạ? Hãy theo bác nào. Tặng các cháu này. Nấm thơm quá, ngon thế. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Mano, Mano, buôn giỏi quá, Mano. Yên lặng nào. Tớ đố các cậu tìm thấy tớ ở đâu đấy. Hóa ra là tắc kè. Cậu ý biến hình giỏi thật đấy nhỉ. Các cậu hãy xem nhà ảo thuật lừng danh đây. Wow, tắc kè siêu thật đấy. Các cậu nhìn tớ biến hình đây. Bạn tắc kè ơi, làm thế nào bạn có thể thay đổi được màu sắc thế? Loài tắc kè chúng tớ có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể giống với sự thay đổi màu sắc của môi trường xung quanh. Bí quyết là gì vậy tắc kè?
Bí quyết của sự biến màu này là do trong da của chúng tớ có các loại tế bào sắc tố. Dưới ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm, các tế bào này sẽ tập trung lại hoặc phân tán. Từ đó, cơ thể tắc kè sẽ biến đổi giống với màu sắc của môi trường xung quanh, phải không? Chính xác! Tạm biệt các bạn nhé! Tạm biệt tắc kè! Tạm biệt! Hạt gì ấy nhỉ? Bun ơi, tớ nhặt được hạt gì này? Tớ nhặt được nữa này. Chúng mình sẽ trồng xem là cây gì nhé. Các cậu ơi, nhanh lên nào. Wow, những bông hoa đẹp quá. Ồ, các cậu nhìn xem, những bông hoa cùng quay về phía mặt trời. Hoa gì lạ thế nhỉ? Cháu chào bác. Bác voi ơi, kia là hoa gì ạ? Đây là hoa hướng dương các cháu ạ. Tại sao khi hoa hướng dương nở lại hướng về phía mặt trời hả bác? Thế theo các cháu, vì sao nào? Dạ, vì hoa thích tắm nắng ạ. Vì hoa thích chơi trốn tìm với ông mặt trời ạ. Hoa hướng dương nở hướng theo mặt trời là vì xung quanh đài hoa có một vòng các hoa nhỏ hình lưỡi màu vàng kim. Ở giữa là các hoa nhỏ hình ống. Trong các hoa hình ống đó có chứa một lượng chất xơ rất phong phú. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhiệt độ lên cao sẽ làm cho những sợi xơ đó co lại. Sự co lại này sẽ khiến cho đài hoa chủ động quay theo hướng mặt trời để tiếp nhận ánh sáng đấy các cháu à. Bác sẽ dẫn các cháu đi xem cái này. À, sướng quá, thích quá. Chờ tớ đây. Mùi hoa gì mà thơm thế nhỉ? Thơm quá, chúng mình tìm xem là hoa gì đi. Wow, hoa đẹp quá. Có chiếc thuyền kia. Không biết là con gì vậy Lu? Cậu nhát thế, chắc là cái gì rơi xuống nước thôi. Lu ơi, chèo thuyền nhanh vào bờ nào. Lu ơi, nhanh lên. Lu, chèo nhanh lên. Chèo nhanh lên. Nó kìa. Cậu siêu thế, nó chạy rồi. Suýt nữa thì nó sơi tái cậu. Lên bờ nhanh nào. Tại sao hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhỉ? Trên bề mặt hoa và lá sen đều phủ một chất lớp mỏng như sáp. Nhờ vậy mà bụi bẩn khó bám lên được. Khi lá non và nụ hoa mọc lên từ đáy bùn, chúng cũng được bao phủ trong lớp chất sáp đó. Chính vì vậy mà sống ở bùn lầy, những bông hoa sen lúc nào cũng sạch đẹp.
Bọn mình được phủ một lớp sáp như hoa sen thì thích biết mấy nhỉ? Lúc đó bọn mình sẽ không phải tắm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà.